Chào mừng tất cả các chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu video mới trong ngày hôm nay, cho Hà Giang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Một ngày mới an lành và hạnh phúc anh chị nhé. Hôm nay trong video này em sẽ giới thiệu đến anh chị một cái dãy nhà trọ giá chỉ có là 1 tỷ 180 triệu anh chị nhé. Giá này không thương lượng anh chị nhé. Giá này chủ đã ngộp lắm rồi, cho nên không thương lượng. Rất chi là nhiều anh chị đã trả giá 1 tỷ. Đấy, 1 tỷ tròn. Đấy, nhưng mà chủ không bán anh chị nhé. Đây là cái giá ngộp, cho nên là chủ không hề thương lượng. Và nếu anh chị nào có ý định thương lượng để mua cái dãy nhà trọ này thì không cần phải gọi cho em đâu anh chị nhé. Đấy, em nói thẳng luôn, đây là một cái dãy nhà trọ chủ đang rất ngộp, và giá bán thì chỉ có bớt lộc mà thôi, chứ không có thương lượng. Và nếu anh chị nào có thực sự muốn mua thì anh chị có thể liên hệ với em. Và đây là một cái dãy nhà trọ phía trước là người ta đổ ra ở phía đằng trước đó anh chị. Cái mái là người ta đổ ra phía đằng trước. Đấy. Và trước mặt thì người ta đổ ốp đá hoa cương, và mặt sàn thì người ta cũng ốp đá ô vuông luôn anh chị. Đấy. Và bây giờ em sẽ đi ra đằng sau này để giới thiệu cho anh chị xem những cái dãy phòng trọ ở phía đằng sau này. Lối hành lang đi giữa thì mỗi bên là 1 mét, và gọi là lối đi chung. Gạch ốp tường là cao 1,5 mét. Ở giữa thì được ốp đá vuông anh chị nhá. Đấy. Và ở hai bên thì là ốp ốp gạch. Đó, cao lên là 1,5 mét. Còn ở phía đằng sau này là có 4 phòng trọ, một cái kiosk. Thì hầu như Bầu Bàng á thì là tất tần tật là nhà trọ đều thuộc của là đất là của BKMS. Còn chủ đầu tư là người đứng ra xây dựng. Hiện tại thì những cái lóc như thế này đã có sổ hồng riêng rồi, còn một số lóc thì vẫn chưa có anh chị nha. Đó, cho nên cái sổ hồng riêng rồi mà đất là đất thị trấn, chứ không phải là đất thị, không phải là đất xã hay là đất nông thôn đâu anh chị nha. Đấy, trên sổ đã hiển thị là đất thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đất thị trấn phun thổ cư 100% luôn, ngang năm dài 30. Mà đất thổ cư ở thị trấn này anh chị có biết bao nhiêu 1 mét vuông không ạ? Nếu mà đất thị trấn thì hiện tại bây giờ nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 1 triệu 6 cho đến 1 triệu 8 1 mét vuông đó anh chị. Đó, thì anh chị cứ nhân lên 1 tỷ 180, thì trong đó có 150 mét thổ cư thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là hơn 200 triệu tiền thổ cư rồi. Đấy. Mà đất ở ngoài dân thì chưa có thổ cư, như gần chỗ nhà em ngang năm dài 29 chưa có thổ cư, giá cũng đã 1 tỷ 2 rồi. Ở đây là phía trong phòng trọ anh chị nhá. Phía trên thì người ta trần la phong này, và có một cái gác chép ở trên. Đấy, từ cái gác chép sẽ có một cái cầu thang ở đi xuống, và cái bếp. Đấy, và một cái nhà vệ sinh. Diện tích thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 12 cho đến 14 mét vuông anh chị nhá. Đó. Và ở hành lang thì đã được ốp đá vuông rồi, cho nên là rất là sạch sẽ anh chị. Đó, hành lang ở ngoài đây rất là rộng luôn. Anh chị thấy có rộng không ạ? Chứ em thấy là rộng lắm anh chị. Đó, anh chị có thể để được một cái xe 7 chỗ lọt vào đây mà không bị trời mưa ướt rồi anh chị nhá. Và mặt tiền đường nhựa này là mặt tiền đường nhựa 8 mét. Còn đó, mặt tiền đường nhựa này là 8 mét anh chị nhá. Và hành lang mỗi bên trừ vào là 4 mét. Và khi mà hết 4 mét tính từ mép đường á, vào đó sẽ là đất của mình, là ngang năm dài 30, phun thổ cư 100% luôn. Đó, cho nên đây là một cái dãy nhà trọ. Dân cư xung quanh thì nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng là 65% anh chị nhá. Ngày trước 100% thì nó sẽ bớt đi tầm khoảng, giờ còn tầm khoảng là 65%. Bây giờ chỉ có 65% thì anh chị mới mua được cái giá 1 tỷ 180 này, chứ nếu mà dân cư 100% có 1,5 tỷ anh chị có mà đi mua được cái dãy nhà trọ như thế này, đố anh chị mua được ấy. Đúng không anh chị? Đó, thì anh chị bây giờ anh chị cứ nghĩ đi, một cái dãy nhà trọ gần nhà anh chị đi. Đó, mà dân cư nó đông nghịt đi chẳng hạn, mà anh chị có cái 1,180 tỷ anh chị có thể mua được không ạ? Làm gì mà mua được, đúng không anh chị? Thì đó, thì đây là một cái dãy nhà trọ, nói chung là nó dân cư ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng là 65% thôi. Cho nên là anh chị mới có cái cơ hội mua được cái giá là 1,180 tỷ mà thôi. Lấy sổ hồng riêng anh chị nhá, mà lấy đất thị trấn. Đó. Còn nếu như ở chỗ khác thì chỉ cần 4 nhân 10 thôi, anh chị bỏ 2-3 tỷ còn chưa chắc đã mua được, chứ đừng nói là mua được cái diện tích ngang năm dài 30. Đó, mà lại đây thì ngay cái ngã tư này này anh chị này, lại đây rẽ trái á thì là công ty với nhà xưởng này. Ở đây có tới lần là 30 cái nhà xưởng ở đây lận.
Đó, ở đây là xưởng 1 mà nó kéo dài qua bên cái đường N4 bên chỗ Long Nguyên rồi anh chị nha. Bên chỗ Tân Hưng luôn anh chị. Đấy. Chứ không phải là ít, đây là 30 cái nhà xưởng cho nên là công nhân cũng nói chung là nhiều hay ít thì anh chị cũng chắc cũng biết rồi ha. Đây hiện tại là bãi đất trống. Đó, bãi đất trống, còn ở bên đầu kia là cái chợ nha. Bây giờ em sẽ chạy lại cái góc ở chỗ cái chợ này. Sẵn tiền đây em chạy lại chỗ trường học luôn. Trường học đang xây dựng mà trường học này á là 4 tầng luôn, 4 tầng lầu luôn anh chị nha. Cho nên là học sinh rất là đông. Cho nên á sắp tới đây khi mà cái trường này xây xong á thì dân cư sẽ về đây rất là đông. Mà công để làm gì? Chắc là để cho con em mình đi học cho nó gần anh chị. Đó, đó là một cái tiện ích. Còn cái dải đất trống này hiện tại là chờ này. Cái dải đất trống này này, đó, ở đây tầm khoảng là 4 cho đến 5 ngàn mét vuông gì đấy là đất quy hoạch chờ rồi. Và ở đây sau này sẽ là chờ Bầu Bàng 3. Đấy, ở đây có hai cái trường mầm non này. Đấy, ở đây là một cái trường mầm non và đầu kia có một cái trường mầm non An An nữa. Cái trường mầm non An An á, là ở đó có 4 căn mà người ta đang bán là 1 tỷ 2 một căn. Đấy, bán liền luôn 4 căn, 1 tỷ 2 một căn. Thì 4 căn nó sẽ rơi là 4 2 là 8, 4 tỷ 8 anh chị. Còn nếu anh chị mua lẻ thì nó rẻ hơn xíu á, chắc là người ta cũng có bớt tí đó anh chị. Đấy. Và đây là cái đường N10, N10 anh chị nhá. Chạy thẳng ra ngoài kia là đường NC và chạy ra trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng. Và hiện tại thì ở chỗ này là gọi là khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng anh chị nhá. Còn phía bên tay trái của em là đất quy hoạch chờ anh chị nhá. Đó, đất quy hoạch chờ ở đây tầm khoảng là như em nói hồi nãy tầm khoảng là hơn 4.000 mét vuông gì đấy. Đó là đất quy hoạch chờ và chỗ này sẽ là chờ Bầu Bàng 3. Và hiện tại huyện Bầu Bàng đã có hai cái chợ, đó là chợ Bầu Bàng và chợ đêm khu công nghiệp Bầu Bàng. Đó. Và từ nó ở ngoài kia là nó cách đây tầm khoảng 1,5 đến 2 km lận. Đấy, cho nên là khu Bầu Bàng mở rộng này dân cư rất là đông nhưng mà chưa có một cái chợ nào hết. Chưa có một cái chợ nào, chưa có một cái trường nào. Thì hiện tại bây giờ bên nhà nước người ta bắt đầu xây dựng từ từ rồi anh chị. Thì trước tiên là nó sẽ thông cái đường Tạo Lực Bầu Bàng Phú Giáo Bắc Tân Uyên. Đó, cái, ngay cái chỗ đường D11 đó anh chị. Là cái con đường 62m nó sẽ chạy thông từ Bầu Bàng, từ khu công nghiệp Bầu Bàng mà chạy qua Phú Giáo rồi tới Bắc Tân Uyên lần anh chị. À, và đường này là đường N17. Rồi, rẽ qua đây một chút xíu là chúng ta sẽ tới cái trường học cấp 2 đang xây dựng. Nó sẽ, để em lại đây em coi xem là nó xây tầm khoảng là bao nhiêu ngày là xong á. Hiện tại thì nó đã khởi công được tầm khoảng là 1,5 tháng rồi anh chị. Đây còn tầm khoảng là bao lâu nữa xong thì em lại đây em sẽ giới thiệu luôn anh chị. Ở đây cái cặp nhà trọ này người ta đang bán này 3 tỷ 2 anh chị. 3 tỷ 2 giá cũng không thương lượng luôn. Đấy, trước cái cổng trường này luôn. Còn đất đai trước cổng trường này người ta cũng đang bán luôn. Nói chung là bán bè là nhè luôn, bán đủ thứ nhưng mà hiện tại thì khách mua cũng rất là ít anh chị. Đây anh chị, đây là cái mô hình của một cái ngôi trường anh chị. Nó cũng hơi xa em không thấy được. Rồi để em chèn cái hình ảnh video vào cho anh chị xem. Đó, thì là ở đây thì hiện tại mới xây tầm khoảng là 1 tháng thôi anh chị là đã được như thế này rồi. Mà ở đây nó sẽ rơi vào, nó xây dựng nó sẽ rơi vào tầm khoảng là một năm rưỡi đấy anh chị. Đó, 1,5 năm là xong cái trường này anh chị nhá. Thì sau 1,5 năm cái trường này đi vào hoạt động thì dân cư ở xung quanh đây nó sẽ ở kín hết và học sinh ở đây cũng sẽ rất là nhiều. Cho nên là lúc đó thì cái giá đất nó sẽ có tiến triển hơn một chút xíu đấy anh chị. Cái đường này, đường em đang đi đây là đường D7 anh chị nhá. Và cái mái ngói đỏ đỏ đó anh chị có biết là cái gì không ạ? Đó chính là ban chỉ huy quân sự. Đấy, ban chỉ huy quân sự đó anh chị. Còn rẽ ra đây thì là đường D11 anh chị. Đấy, còn cái góc này này, cái góc đang làm cũng đang cho thuê mẫu giáo này này. Cái góc này như là ngang 10 dài ở đâu lộn xin lỗi. Ngang 15 dài 30 gì đấy. Đấy. Mà giá đang bán là 8 tỷ đó anh chị. Cũng đang cho thu nhập đều đó anh chị. Đó. Cho nên là hiện tại những cái chỗ nào mà đang có thu nhập thì giá rất là cao. Còn những cái nào mà không có cho thu nhập thì giá nó cũng thấp thôi. Thì giống như cái dãy nhà trọ ở nãy đó thì mỗi tháng chỉ được khoảng 3 triệu thôi. Nếu anh chị từ quản lý thì anh chị sẽ hưởng được tầm khoảng là gần 5 triệu. Còn nếu như anh chị khoán cho em á thì anh chị khoán cho em hoặc là một người nào đó thì anh chị một tháng anh chị cứ trong tài khoản nó sẽ nhảy tinh tinh
là 3 triệu đồng. Vậy như vậy là một năm anh chị sẽ thu nhập từ cái dãy nhà trọ này là 36 triệu đồng anh chị nhá. Rồi ok, video của em làm đến đây cũng đã hết rồi. Nếu anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có nhu cầu ký gửi nhà đất, hãy đăng ký kênh và em sẽ review cho tất cả những anh chị miễn phí anh chị nhá. Em sẽ review nhà trọ cũng như là đất tại khu công nghiệp Bầu Bàng là miễn phí cho tất cả các anh chị nhá. Đây, thì em có một cái group ở trong Zalo á, thì gọi là hàng ngộp đó anh chị. Nếu anh chị nào có muốn vào cái group đó thì anh chị có thể liên hệ và kết bạn với em sẽ cho vào cái group đó. Thì đó là những cái group mà hàng ngộp, thì những cái hàng nào mà người ta gửi liền á mà em chưa kịp đi quay á mà giá tốt á thì chờ em quay mà đăng lên nữa thì chắc người ta bán mất tiêu rồi. Cho nên là em sẽ đăng lên ở đó trước. Và em có làm thêm một cái kênh nữa, đó là kênh Bất Động Sản Hôm Nay. Đấy, và cập nhật những cái thông tin thị trường bất động sản của ngày hôm nay. Đấy, nếu anh chị nào quan tâm thì anh chị cũng có thể nhấn vào cái đường link ở dưới mô tả hoặc là ở dưới bình luận á, và tham gia vào cái đường vào cái kênh đó thì anh chị sẽ nghe được những cái thông tin thị trường bất động sản của ngày hôm nay. Rồi, em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Chúc anh chị một ngày mới an lành và hạnh phúc anh chị nhé. Em xin chào.